Dạ, lời nói đầu tiên Liên Miền Tây kính chào quý cô chú và anh chị đã trở lại với kênh YouTube Liên Miền Tây nha. Thì hôm nay trên đường đi Liên Miền Tây thấy một hai người phụ nữ nha mọi người. Trên tay ẵm theo một bé trai và đem theo những cái đồ vật hành lý giống như là không có nơi ở nha mọi người. Để Liên Miền Tây tiếp cận để tìm hiểu coi hai người phụ nữ và một bé trai đó có cái hoàn cảnh gì khó khăn hay không, mình giúp đỡ được gì không nha mọi người. Mời mọi người theo dõi Liên Miền Tây mình nha. Như là mình qua tìm hiểu thì Liên Miền Tây mới gặp được em gái có chia sẻ với mình mọi người ơi. Nó là hai người phụ nữ là người nhà của em á, nhưng mà bị mất trí nhớ, bây giờ người nhà đi ra kêu để đi về nhưng mà hai người phụ nữ không có chịu. Để Liên Miền Tây qua tiếp cận coi câu chuyện như thế nào nha mọi người. Mời mọi người theo Liên Miền Tây mình nha. Em chào hai chị nha. Ủa sao mình ngồi đây chị? Dạ đi xin ăn đó anh. Xin ăn nè. Chị ở đâu? Em từ trên Campuchia đi xuống. Ở bên Campuchia vậy hả chị? Dạ, em đi xin ăn rồi công an đã cho đi dài xuống, không phải là đi về, em có nhà. Ủa rồi nhà quê chị ở đâu? Lúc mà mẹ em mới lớn là ở Cần Thơ. Chỗ bãi cát Cần Thơ thì phải. Mẹ em con một cô, em có gia đình, rồi xong rồi xin em ra thì có nhiều người ta chỉ lên Campuchia rồi đi làm nuôi em rồi tới lớn. Rồi gia đình em cũng ở trên trận cũng hơi lâu xíu rồi tới đây em xuống đây học được. Ủa rồi bé này là sao với chị? Con em, con này là mẹ em. Ủa là anh chị mẹ giờ thấy nhau cái quay vui ăn cư hả? Dạ đi xin ăn anh. Ủa chị tên gì chị? À, cái này đỡ lắm. Em A Hà. Có mấy người? Dạ A Hà. A Hà đỡ lắm mấy. Dạ. Người ta gái tên A Hư. Chị nha, chị tên gì? Em tên A Hư. Dạ. Ủa rồi chị với chị này là sao? Dạ, này là mẹ em, con này con trai em. Nhìn là biết mẹ con rồi. Dạ. Ủa này là cái này là mẹ chị hả? Ở dạ. Nhìn mặt biết mẹ con rồi. Hỏi gì nữa? Xin ăn đó rồi sao mà có nhiều người dân tộc có gì? Dạ. Người Kinh, người Việt. Tại đi ghi đèn phải không? Dạ. Em có căn cứ công dân không? Dạ không, gia đình em không có giấy tờ đâu anh. Ủa rồi bây giờ hiện tại mình ngồi ở đây là mình định đi đâu chị? Em tính đi lên thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà tại mưa gió quá em. Ủa ở đây sao đi xin mà đi lên phố với mình còn khổ em nữa. Dạ em đi rồi hết chỗ mấy chỗ này rồi em mộng rồi đến lên phố Hồ Chí Minh ha. Tại vì có người chỉ em á, nói em lên phố Hồ Chí Minh xong rồi bọc chứng được ra bác. Ủa dạ. mình dự định mình đi như thế là mình đi làm gì chị? Dạ đi xin ăn được bữa đó anh. Nhưng mà ta chỉ em là đi dài dài xin ăn chứ không ngồi yên chỗ. Em tính đi nhưng mà tại mưa gió quá nên hôm nay chắc em chưa đi đâu. Ở đây ra Bắc xa lắm á. Dạ em biết chứ. Trên Campuchia thì em cũng đi bọc hết rồi. Bắc với Campuchia thì một đất nước cũng giống nhau thôi à. Rồi mình đi như vậy là mình đi bao nhiêu ngày rồi chị? Từ ở trên Campuchia em về đây chắc cũng ở một tháng mấy rồi. Rồi mình đi bộ gì không hả? Dạ. À, mình đi xe. Có lâu lâu à, gia đình em như là mình đi cảm rồi bị mệt quá thì em có chỗ nghỉ chân em mới đi xe một chút em cũng dạ. Rồi mình đi gì trên đường rồi mình tiền bạc rồi mình ăn uống sao? Em đi gì có nhiều người ở ngoài đường chạy xe gì nào mà những người ta ghé vô ổ bánh mì hay ổ bánh mì với lại cơm hoặc là vài chục ngàn cho con em uống sữa. Có người tiếp chút. Ủa rồi chồng của chị đâu? Chồng của chị á sao không có đi chung với chị? Chồng em hả? Dạ. Chồng em lúc mới sinh con em có thai xong rồi chồng em cho số tiền nói lo cho con rồi chồng em rồi đi bằng công chuyện rồi không có liên lạc nữa. Vậy là mất liên lạc luôn hay sao chị? Dạ sinh con rồi lo trong khoảng thời gian sau đi làm rồi mất liên lạc rồi em không biết. Rồi, quê chồng chị ở đâu? Quê chồng chị ở đâu nhớ không? Lúc trước thì em mới lớn em quen giống như bạn trai bạn gái quen nhau thôi chứ cũng chưa cưới. Chồng em lúc trước là người Trung Quốc còn em thì em không biết. Người Trung Quốc hả chị? Dạ. Dạ. Có nghĩa là có chồng Trung Quốc hả? Cái này là mẹ của chị ha. Dạ mẹ em. Mẹ còn đẹp quá mà. Trời ơi già chú ơi. Tóc bạc hết rồi. Tóc bạc hả? Dạ hai đi tóc rồi. Dạ năm mấy rồi đó. Năm mấy rồi. Ủa rồi hồi nãy em cũng có thấy hai bé đứng đây là cái đó là người nhà của chị phải không?
hỏi rồi bả người nhà mới nhận vào nhà. Nhưng mà gia đình em đi vì em không mài đó giờ đường xa xưa giờ rồi. Ủa sao hai sao bé gái đã nói là chị là người nhà của bé mà bé kêu chị về chị không chịu về có không? Tại vì gia đình em đi này là em có nói thiệt cho anh là em hứa người ta. Tại vì lúc đó chồng em mất liên lạc rồi xong rồi ta kêu em đi xin ăn đi rồi đi bọc hết nước này xong rồi tới qua tới chỗ khác cho đi xin ăn vậy đó. Còn em thì em chỉ biết nói là chỉ thế chỉ lời rồi em có người nhà. Em chỉ đi xin ăn vậy thôi, gia đình em có ba người. Ủa mình đi xin ăn mà mình đâu cần đi xa gì vậy chị? Đi xa vậy rồi nó xa dữ rồi. Tại vì dạ cái này là hành lý mình đem theo đó hả chị? Dạ người trong chút đó chiếu mình rồi với lại và bộ đồ thôi, còn này có người bộ bộ à. Rồi xong rồi thì đi ăn ngồi yên chỗ không được. Ta dặn là đi. Sao mình không kiếm tiền mình đi bán vé số đi mà mình đi vậy rồi dẫn bé này theo rồi nắng mưa. Ta chỉ cho đủ ăn mỗi ngày thôi anh à. Rồi xong rồi cũng có xin nhưng mà ta nói là làm không được thì cứ đi xin ăn đi, đừng xin việc làm. Tại gia đình em số phận gì thì cứ đi vậy đi rồi có người thương tình ta cho chút ăn qua ngày được rồi, đừng có xin việc làm. Rồi hồi nãy chị nói quê của chị là ở đâu, nhà ở đâu, nhà ở quê ở đâu? Dạ mẹ em là con mồ côi lúc trước ở Bãi Cát Cần Thơ, còn em thì không có, em chỉ có mẹ với người này thôi. Cũng như là có mẹ với chị là rồi, không có cha ha. Dạ. Dạ. Cái này là con trai chị á ha. Dạ. Con ơi, con nè, con tên gì hả? Con tên gì? Con tên A Heo. Trả lời đi con. Nó biết tiếng Việt mình không? Dạ biết, con tên A Heo. A Heo, con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 5 tuổi. Hả, con mấy tuổi rồi? Con 5 tuổi. Con 5 tuổi. 5 tuổi à? 6 tuổi chết rồi, lớp 1 rồi. Rồi hiện tại là mình ngồi đây là mình định là đi Sài Gòn. Dạ. Rồi ra tới Bắc luôn. Dạ. Sợ xa lắm nha chị. Dạ em biết chứ. Tại vì cũng hơn nửa năm em đi bên Campuchia rồi em biết. Núi non hay là sông. Là cái điểm mà mình đi về đây là Campuchia về đây đó ha chị. Dạ. Về đây lâu chưa hổm rồi mình về tới địa bàn này lâu chưa? Là tháng mấy là ở đâu? Rồi mình về đây mình ở đâu? Em đi từ Bến Hò bên Châu Đốc á, công an cho qua Bến Hò Châu Đốc. Rồi xong em đi bọc xuống đường này tới xuống Đà Ngãi, em bọc một chân trong lên tới đây rồi em tới thẻ tới đây rồi. Rồi hiện tại là mình ở đâu ở đây? Mình ở đâu, như mình ngủ ban đêm rồi mình ở đâu? Dạ, ở đây ngủ lề đường. Lề đường là hiện tại là mình dạ, nếu mà không mưa thường tháng nắng á thì gia đình em cứ mấy đất trống mà ta bỏ trống á. Dạ. Em cứ chạy chứ không ngủ thôi, còn tháng mưa thì rồi. Nhưng... rồi hiện tại là đêm hôm là chị ở đâu, chị ở đâu ngủ với chứ không kho đó anh. Ở đâu kho ban đêm ta bán kho gạch thôi, rồi đó rồi ta khóa cửa lại tới nửa đêm đó em ngủ mà mới yên nhờ lại trời mưa trời gió đừng có. Rồi đây tới chiều tối này là mình đi tới đâu nữa, mình ở đâu? Dạ tính ngồi đây ngồi kiếm chỗ vòng vòng em nghỉ chân. Dạ là tối nay mình tính dừng chân ở vòng vòng mấy luôn. Dạ. Dạ chỗ đó hả? Dạ chỗ người ta buôn bán với lại có những anh chạy xe ôm ở đó nữa nên em ngồi đây được. Dạ chỗ nên làm ăn không sao đâu. Hồi nãy có thấy hai bé đứng đây nè, em mới hỏi thăm á, em thấy bé đi bển em hỏi thăm là bé nó nói là chị là người nhà của bé. Năm vậy đó. Phải không? Phải không? Dạ không. Tại bé nó nhìn lộn rồi đó. Ủa chị nhìn lộn hả chị? Em có nói là tại em thấy giống vậy thôi chứ không phải đâu anh. Em đi xin ăn này thì không nhận người đâu, vô nhà người ta mất công người ta cốt bóc nhà ta chết nên. À có nghĩa là người ta ghé là người ta bảo nhà người ta nói mình là giống người thân người ta tính nhận về nhưng mà không phải ha. À, con. Hai đứa nó tính là vậy nói với cô nó nên nó nhận thôi. Rồi xong em nói là giống nam nhận bị bả bị ở đầu quá. Người giống người nhưng mà xong mà không phải đâu nên là nó. Tại vì nãy em gặp bé mà đi qua đó em có hỏi đó. Hai đứa đứng đây. À, là em có hỏi tại vì em thấy đứng đây nói chuyện nè mới hỏi cưng hai người đó làm gì mà ngồi thấy ngồi đó đó. Rồi bé nó nói là cái người này là cô chồng gì của bé đó đó, rồi là dạng như là không có nhớ như mất trí nhớ đó. Rồi bé nó mới kêu người thân lên đây nhận chị này với cái cô này về. Bé em có khùng em tỉnh lắm không bé đó chỉ nói là mình bị mất trí nhớ không có biết gì hết đó, là kêu về nhà không chịu về mà cứ đầu đi hoài là bé. Nó có chia sẻ với em hồi nãy nói vậy á. Cái câu nói này em chỉ nói là tại thầy thấy chuyển đổi rồi nên là trí nhớ em không còn nữa, cho dù là trước đây thì có những người đó thấy ở ngoài gì giống người của người ta quen nhưng mà nhầm khi là
bây giờ không có quen được anh. Dạ. Dạ, giờ là mỗi người chỉ là thân thế của mỗi người là riêng biệt, không có giống nhau được. Dạ, vậy là bé đó là nãy là giống như là nhận nhầm người thôi đó chị. Dạ. Dạ. Dạ, mới nói nó còn nhỏ mà anh nó hỏi thăm dạ con vui rồi. Ơi, hỏi thăm bà con móc cho tiền người ta. Trời ơi, anh thấy anh giống đại gia quá trời, anh cho em đi. Hả? Thấy anh giống đại gia quá trời, anh cho em đi. Anh đang kiếm kèo cho em gài kèo anh đỡ, anh đang đau động. Dạ, nhưng mà em thấy anh sao biết đâu cho chiều đây chứ chúng chớ đâu. Anh cử cho tiền. Ừ, hiểu không? Dạ. Vậy là dự định của mình đây tới chiều hay là hoặc là đây những ngày tới là chị ở đây hay là mình đi đâu? Chắc là những ngày tới thì em đi lên. Vậy là cho nhỏ với cho em. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú, đi con. Tại vì chú không phải đại gia con ơi. Cảm ơn chú đi con. Thì em cũng tại vì em hỏi cho em biết là em cũng là trên quay kênh này để làm về những hoàn cảnh khó khăn để em chia sẻ lên trên cộng đồng là nếu như mà có cô chú nào mạnh thường quân vô đây thấy hoàn cảnh của chị với cô với bé là nó khó khăn người ta muốn giúp đỡ, nếu như mà những người đó gửi về giúp đỡ cho em để em biết chị ở đây hay là ở đâu để em biết được em xuống. Có mấy anh YouTuber cũng nói vậy. Dạ. Nó nói ví dụ như có ai thấy cái gì anh đăng lên á, thấy tội nghiệp gia đình em thì những người vài chục ngàn cho em không sửa đi dài á. Còn nếu như gửi tiền giống như những người khác mà khó khăn á, ta giúp đỡ nhiều tiền xíu hoặc là giúp đỡ gì đó thì chắc em nhận không được, em chỉ xin ăn qua ngày thôi ạ. Không có lấy bữa nay chỗ này không kia. Dạ, không có nhận tiền nhiều hoặc là nhận đồ của người ta cho anh. Tại vì em ấy em nói là em hỏi chị như là chị đến đây chị ở vài bữa chị đi hay là chị ở rồi chị dạ, chiều đi liền. Mai mốt em đi rồi đó anh. Mai mốt đi rồi ha. Dạ, anh dạ. Đi mai mốt em đi chắc đi không có. Nhận vậy giống như lừa đảo không có nhận. Không có cô, tại vì bây giờ như là những cái nhà thiện nguyện, nhà hảo tâm người ta thấy hoàn cảnh mình khó khăn quá, người ta giúp đỡ mình. Những người vô gia cư người ta giúp đỡ cho mình vượt qua khó khăn phần nào đó thôi, sinh sống qua ngày thôi. Dạ. Lúc trước có mấy anh kêu quay em cũng nói là gia đình em lúc đầu em tính không cho quay, tại vì em thấy con em còn nhỏ với lại quay lên sợ có nhiều người là ra tiếng chào nói em lười sợ gạt người ta. Dạ không rồi người ta không có vui nên là ta có những câu nói sợ con em mới lớn nó nghe nó tủi thân. Dạ. Nên là em muốn quay nhưng mà từ từ mấy anh kia nói thì cũng có một vài người đăng lên rồi em biết. Dạ. Dạ nên là đi người thấy thương con em còn nhỏ giúp chúc em vui rồi không sao đâu. Dạ. Dạ. Vậy thì mình đi gì rồi mà mưa nắng hay là ban đêm ăn hơi mà bé nó bệnh hoạn là sao chị? Dạ nó không có bệnh đâu anh. Không bệnh. Nó phải không mạnh mình. Lắm, nó không có bệnh đâu anh. Nó mạnh dạ mà phải mạnh vô tính nó đi giết nó quen rồi. Không có bệnh đâu anh. Thấy bé tội nghiệp nó đi mình dẫn gì đi tội nghiệp nó. Dạ không, con em nó phải. Không thôi bây giờ như vậy nè, mình hồi sau mình không tính là mình mướn ở một cái nơi nào đó mình ở nhà trọ rồi mình sẽ đi làm bán vé số rồi để cho em bé này nó có chỗ nơi nó ở cho nó mạnh khỏe chị sao mình dạ, không tính cũng có mấy anh kia nói vậy đó. Dạ. Nhưng mà số gia đình em số phận vậy thì em cứ đi vậy thôi anh. Còn ở nhà cửa ví dụ ở nhà cửa thì ta việc làm ta làm ăn hoặc là định cư lâu á thì ta làm ta lo cho con được, còn em thì em vô gia cư không giấy tờ. Chỉ là số phận sắp đặt em vậy thì em vui vẻ em chịu vậy thôi à. Còn nhà cửa thì em nghĩ tới đâu, nếu mà ở lâu vậy thì cũng hơi khó thằng. À, chị nói cũng phải nhưng mà ý là nếu như mà chị không nghĩ chị rồi tội nghiệp bé này đi theo chị mưa nắng phải, rồi sống bạn cứ đi nghỉ đi xin ăn hoài đi. Dạ. Dạ được. Không được đâu chị. Bây giờ vậy em nói về chị nè ha, như em có cái lời ngỏ ý ha. Là có nghĩa là bây giờ mình về tới đây nơi đây rồi cũng như chắc là quê mẹ đúng không? Mẹ hồi đó chị có chia sẻ là mẹ ở Bãi Gác Cần Thơ mình. Nghĩa là bây giờ thôi mình về quê ngoại rồi, bây giờ mình có hướng nào để mình ở đây mình sinh sống và mình bán vé số, nếu như mà chị đồng ý chịu như vậy á, em đăng cái mạng này lên trên cái video rồi lên là sẽ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ chị. Nếu như Mạnh Thường Quân có giúp đỡ chị là em tới đây em giúp chị. Dạ em biết rồi, em có tốt nhưng mà gia đình em đi xin ăn thì em cảm thấy cuộc sống thì nó tốt rồi, với lại không đúng rồi chị nói thì cũng phải nhưng mà có một cái là ý em nói là tội nghiệp cho bé. Dạ. Càng ngày nó càng lớn rồi sau này nó lớn cái nó ảnh hưởng tới nó tội nghiệp nó ý. Dạ. Em nói vậy á chị. Dạ con em á thì em nghĩ là con của em đi ăn xin thì nó cũng cho nó đi ăn xin thôi à, tại vì gia đình em cũng không có giàu có hoặc là không có giống như người ta có nhà có cửa hoặc là có giấy tờ, thì em nghĩ đơn giản như thôi.
thì bây giờ mình thay đổi cái suy nghĩ mình đi, để mình tạo cái điểm tựa cho con mình nó lớn lên nữa. Em đúng không? Suy nghĩ là anh chị em thích cuộc sống này hơn. Em muốn thay đổi đi xin việc làm hoặc là mướn nhà đó anh. Có lâu lâu mưa gió bão bùng quá thì nếu mà có thì có người giúp em vô phòng trọ anh em là trả tiền cho em thì em cứ đi thôi. Còn không thì em không có vô nhà đâu. Nếu như mà chị đồng ý chịu vấn đề mà em nói là sẽ có mình giúp chị á. Dạ không. Là ví dụ giúp chị cho mình có số tiền làm vốn để mình lãnh cái số mình bán. Rồi mình ở một cái nơi trọ mướn nhà trọ bây giờ thì cũng vài trăm ngàn tháng thôi để mình sinh sống, để mình chủ yếu là để cho con bé nó được một cái nơi ở nhất định để nó sau này nó lớn lên nó không có mang tiếng là hồi xưa mẹ con dẫn con đi sinh rồi này nọ nó ảnh hưởng lắm hả chị. Em thì em muốn nghĩ cái đó đó anh, tại em gì rồi con em từ nhỏ nó quen vậy rồi thì lớn lên nó cũng quen vậy thôi. Nó cũng không có nghĩ là đua đòi hoặc là không có mà sao. Chị năm nay chị nhiêu tuổi rồi? Em hả? Em 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Rồi chị có mới có bé này thôi đó ha. Dạ mới có 5 năm. Là theo chị chia sẻ là xưa là chị có chồng bên Trung Quốc. Có chồng người Trung Quốc bên Campuchia. À, có nghĩa là người Trung Quốc qua Campuchia dạ. Ở. Nhưng mà theo kiểu là bạn trai bạn gái quen thôi chứ không có kết hôn. Dạ. Dạ. Tại vì nãy em cũng có đi ngang đường nè, ở trong đây em chạy ra em thấy chị với cô đứng rồi có mấy đứa bé đứng rồi mình thấy tính lại đây em tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn em giúp đỡ, như là em thì không có giúp đỡ gì nhiều nhưng mà như là tấm lòng mình nó nhiều hơn cái vật chất vậy chị. Dạ. Rồi đến đây để tìm hiểu chị. Dạ. Nếu như mà chị đồng ý như em nói, chị suy nghĩ lại đi, nếu như mà chị đồng ý như em nói thì là sẽ có người giúp chị trong khoảng thời gian gần đây đó. Không sao đâu. Có thể. Nếu người ta giúp, người ta thấy đi ngoài đường người ta giúp mình rồi cho tiền giúp lãnh cho ở đây nó có đồ ăn uống như là gia đình có cơm ăn rồi, đâu có cần phải đợi vô nhà trọ rồi mình cho giúp đỡ rồi vô nhà trọ làm. Không, ý con nói cô kiểu như là bây giờ kiểu như là mình cũng đưa lên để cho cộng đồng ở trên mạng biết, rồi khi mà mình quyết định mình có chịu như vậy hay không là người ta sẽ giúp đỡ mình, chứ không phải là mình về nhà trọ mình ở rồi người ta mới là giúp đỡ mình. Dạ không, em nghĩ là số phận em, chị em cứ đi xin vậy thôi. Chị là nghĩ là số phận gì thôi chứ không. Dạ. Hay là không có nghĩ gì hết nha. Dạ không nghĩ gì hết, em cứ vui vẻ mỗi ngày đi xin vậy thôi. Ai đưa tình này cho em, cho con em sữa hoặc là giúp một con mà một con biết là chục nào được. Vậy thì chị đã quyết định như vậy rồi. Dạ. Chị không sợ sau này con mình lớn ảnh hưởng con mình hả? Dạ không. Mình phải nghĩ cho con mình chứ chị. Nếu mà em sợ thì em, người ta kêu em đi đường này em không có gan mà đi đâu anh. Tại vì em gia đình em giống hệt nhau à. Em sao thì chắc hai người nó cũng vậy thôi. Mình phải đời mình, cuộc đời mình, cuộc sống mình nó đã khổ rồi, mình phải tạo một cái đường nào để cho con mình nó đổi mới chút rồi chị. Em nghĩ là em đi đường này thì chắc là đời sau của con em nó sáng hơn, chứ không phải là ở trong nhà rồi đi làm đâu. Em đi vậy thì chắc cho con em sau này nó cũng được nhẹ hơn chứ. Sao nhẹ hơn chị, đi gì là sau này nó ảnh hưởng hơn chứ. Tại em nghĩ là ví dụ như cuộc sống nó u ám thì mình cũng đừng u ám nè, em nghĩ là cứ vui vẻ đi xin được bữa vậy thôi, ngày tính ngày thì cứ vui vẻ rồi tới đời con em thì chắc cũng khỏe hơn chứ. Sao khỏe được nếu mà em nói gì anh chắc anh cũng hiểu. Tại vì em sinh con em ra thì nó giống em, rồi mẹ em sinh em ra thì mẹ em nó cũng giống em. Rồi là mẹ chị với chị là cũng như là cũng ở bên Campuchia sinh sống chung rồi cũng về đây chung vậy ha. Dạ. Em với mẹ em với con em là đi về chung. Vậy là chị quyết định như vậy rồi là không có thay đổi. Dạ. Là đây tới chiều mình tính mình đi hướng khác hay sao chị? Dạ nếu mà trời nắng thì em đi, còn trời mưa thì bữa nay em ở đây. À, thôi mọi người ơi, đây mình cũng trên đường đi, mình thấy chị cô này với bé trai, mọi người mình thấy sách vỏ sách bị, mình thấy chắc hoàn cảnh khó khăn, mình cũng có ghé đây tìm hiểu thì chị này nói là gia đình ở bên Campuchia về, mà nhưng mà bây giờ cái hướng của chị này là chỉ là muốn đi ăn xin qua ngày như vậy thôi, chứ là không có muốn ở một cái nơi nào nhất định, như là bữa nay ở đây rồi mời đi chỗ khác vậy, phải không chị? Là không có cần ở một cái nơi nhất định, cho nên là nãy giờ Lương Miền Tây cũng có chia sẻ và
góp ý kiến cho chị, nhưng mà chị nói là chị không chịu mà ở một chỗ, cho nên là lên miền Tây xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Rồi, rồi.